Được rồi, sau khi kết thúc khảo hạch bảo hắn tới tìm ta, hai mắt phó viện trưởng híp lại, trong mắt hắn mơ hồ có ánh sáng lập lòe. Ở bên cạnh hắn, Quý Hồng Bân đã bị cái híp mắt này dọa cho nhảy dựng. Mập mạp, người cũng đừng có dạy hư mấy đứa nhỏ. Phó viện trưởng là một vẻ mặt người vô tội. Làm sao có thể, ta là một người rất là hiền hòa. Quý Hồng Bân tức giận nói, ngươi hiền hòa cái gì? Lúc này ở trong sân khảo hạch, chiến đấu vẫn đang như lửa, như là trà mà chiến hành. Mê cung này được xây lên trên cũng không tính quá lớn, chỉ là vì tránh việc các học viên tìm cả buổi cũng không gặp được đối thủ. Lúc này những đệ tử chạm mặt nhau đã bắt đầu chém giết, đánh tới quên trời quên đất. Thậm chí nơi có ba tổ đụng nhau đã lâm vào trong một mảnh hỗn chiến. Mà lúc này ba người làm hiền vũ vẫn ngồi sau đống đá như trước. Bọn hắn cứ như vậy mà ngồi đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiền lỗi hạ giọng nói, các người nghe thấy chú, hình như có một cuộc chiến gần đây. Ta mơ hồ là nghe được một ít âm thanh, có muốn ra xem không? Lúc này hắn là bọn hắn đều là đánh nhau rồi. Đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta không cần vội. Làm hiền vũ nói, trước bọn hắn cũng đã nghe được tiếng bước chân qua hai lần. Ngay tại một nơi cách bọn hắn không xa, còn có một ngã tư đường. Cái tượng đá lúc trước vốn là cành giữa ở ngã tư đường. Sau khi nó phát hiện ra Làm hiền vũ mới đi theo bọn hắn mà tới đây, nên những đệ tử đều qua ngã tư đường sẽ đều vô thức mà ngó sang bên này một chút. Thế là ngõ cụt thì tất nhiên họ cũng sẽ không tới. Nhưng nào ai biết đâu, ở đây cũng có ba người đang trốn. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, Lưu Phong nhịn không được mà nói. Từ khi hắn được Làm hiền vũ tăng phúc thì sức chiến đấu đã được tăng lên trên phạm vi lớn, nên lúc này hắn đang ước gì có thể đi ra ngoài chiến đấu, có thể đại chiến một trận mới tốt. Nhưng hai tử tầm tuổi bọn hắn này đều rất khát vọng biểu hiện mình, nhất là ở trong lớp thiếu niên năng động thì lại càng như vậy. Làm hiền vũ nhún vai, không phải ta bảo trì bình thản mà là không cần phải lỗ mãng. Các người đã quên sao, học kỳ này chúng ta đã xác định sẽ không bị đào thải, nên bây giờ đương nhiên chúng ta có thể chủ động chiến đấu như bọn hắn. Hơn nữa với tình huống hiện tại của chúng ta thì hẳn kết quả cũng sẽ không quá kém. Nhưng sao chúng ta có thể phán đoán rằng mình sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ? Chờ ở chỗ này là người khác, chờ thêm chút nữa, nói không chừng chúng ta sẽ thật sự có khả năng đạt được vô địch. Giữa tình huống đã xác định không bị đào thải, thì đương nhiên chúng ta phải hướng mục tiêu cao nhất mà cố gắng. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói như vậy, những nôn nóng trong nội tâm của Tiền Lỗi của mới Lưu Phong cũng lập tức biến mất. Không phải sao, bọn hắn đã không bị loại bỏ rồi, làm gì mà phải nóng lòng cầu thành đây. Đại hội đại cơ hội tốt nhất, tranh thủ đoạt lấy quán quân mới là lựa chọn chính xác. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiền Lỗi lập tức liền hiểu rõ. Hắn nhíu nhíu mày mà cười hăng hắc. Vậy cứ để bọn hắn đánh tiếp một lúc nữa, đợi lúc nào an tĩnh chúng ta đi tìm chỉnh đốn lại tàn cuồng cũng không tệ. Làm hiền vũ mỉm cười, nghỉ ngơi chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Lúc này Lữ Thiên Tâm, Diệp Linh Đồng cùng với gã đồng bạn còn lại là Thường Kiếm Giật đang tiến hành tới rất nhanh. Bọn hắn vừa mới đánh bại một tổ đồng học đang đi tìm những người khác. Lữ Thiên Tâm đi tuốt ở đằng trước, Diệp Linh Đồng cùng với Thường Kiếm Giật thì là đi hai bên phía sau hắn. Trong ba người thì Lữ Thiên Tầm cùng với Diệp Linh Đồng là cường công hệ hồn sư, mà Thường Kiếm Giật thì là khống chế hệ. Đây là một tổ hợp đã khá cường thế, nhất là giữa tình huống tu vi khá thấp này thì tác dụng của khống chế hệ và phụ trợ hệ đều không quá rõ ràng. Mà tổ có được hai vị cường công hệ như bọn hắn là có ưu thế rất lớn. Nếu tính về tuổi ở trong lớp thì Lữ Thiên Tầm là thuộc những người lớn tuổi đấy. Năm nay hắn đã 9 tuổi, mà hồn lực của hắn cũng đã đến cấp 19. Trong học kỳ này hắn là người có hy vọng đột phá 20 cấp nhất, nên hắn vẫn luôn luôn cho rằng mình là người ưu tú nhất ở trong lớp. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong khảo thí sáng nay thì Lam Yên Vũ lại là một người duy nhất lấy được hai cái điểm cộng mà chính hắn cũng không có đạt được. Tuy tổng điểm của hắn là xếp thứ nhất, nhưng hắn vẫn không có tư cách nào không bị loại bỏ, mà tư cách đẩy lại thuộc về tổ của Lam Hiền Vũ. Đối với tổ của Lam Hiền Vũ thì Lữ Thiên Tầm cũng không có ý kiến gì, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa coi ba người này là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong lòng vẫn rất là khó chịu. Liên sau khi khảo hạch thực chiến bắt đầu, trong lòng của hắn liền nín chặt là sức lực, vô luận như thế nào cũng phải đạt thành tích tốt nhất ở trong lần khảo hạch này, phải lấy được quán quân. Lúc mà bọn hắn gặp được tổ thứ nhất này đã là đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Lớp trưởng có muốn dừng lại một lát hay không? Thường Kiếm Giật đề nghị. Thường Kiếm Giật có làn da trắng nõn, tính cách của hắn cũng rất ôn hòa, bình thường ở trong lớp luôn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy, nên rất nhiều người cảm thấy vì hắn sở cũng là một tổ với Lữ Thiên Tầm nên mới có thể đứng đầu danh sách. Nhưng mà Lữ Thiên Tầm không cho là như vậy, bởi vì hắn được tuyển tới đây cùng với Thường Kiếm Giật là từ cùng với một phần viên. Hắn biết rõ ràng năng lực của Thường Kiếm Giật, hơn nữa sức phán đoán của Thường Kiếm Giật cũng rất mạnh mẽ, tuyệt đối là một hồn sư khống chế hệ yếu tố.
Trong lớp thiếu niên năng động, Chu Lai Minh vô cùng với tiền lỗi thì tinh thần lực của Thường Kiếm Sơn cũng rất cao, 80 điểm xếp hàng thứ 3. Tốt rồi, Lữ Thiên Tầm dừng bước lại, mặc dù hắn vẫn có một chút nóng lòng cầu thành nhưng cũng rất biết nghe người khác đề nghị. Ngược lại là Diệp Đình Đồng có một chút không vừa ý mà nói, chúng ta tiêu hao cũng không lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục đánh bài một tổ nữa rồi nghỉ ngơi cũng không muộn. Thường Kiếm Sơn cười híp mắt mà nói, không thể nói như vậy, trong cái mê cung này chúng ta cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ, nếu gặp hai tổ cùng lúc thì sao, chúng ta là tổ mạnh nhất lớp, chẳng may bọn hắn vây công chúng ta thì làm sao bây giờ, tuy thực lực của mọi người có chênh lệch nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, vẫn lên trên hoãn một chút, bảo trì trạng thái tốt nhất, có như vậy thì gặp tình huống như thế nào cũng có thể xử lý tốt. Đúng vậy, nghe An Kiếm giật đi, chúng ta phải cam đoan có thể lấy được chức quán quân. Lữ Thiên Tầm lúc này làm ra một lựa chọn chính xác, hắn có thể trở thành lớp trưởng của lớp thiếu niên năng động cũng không chỉ là vì thực lực. Diệp Linh Đồng mặc dù có một chút không muốn nhưng mà vẫn gật đầu. Ồ, bên kia có một đống đá, hay vẫn là ngõ cốn, có bên kia là tốt rồi. Lữ Thiên Tầm của mỗi Thường Kiếm Sơn đều ngoảnh theo hướng tay của nàng, chỉ mà nhìn lại, quả như bên kia là một đống đá vụn rất lớn. Ừ, đi qua bên kia. Đến với phía sau đống đá, Lam Hiền Vũ, Tiền Lỗi của Mới Lưu Phóng ba người nghiệt mặt ra mà nhìn nhau. Khoảng cách từ chỗ bọn hắn tới ngã tư đường cũng không xa, nên bọn hắn cũng đã nghe thấy rõ ràng về cuộc nói chuyện của nhóm Lữ Thiên Tâm. Đây là cái loại vận khí xỉa phẩy, chôn tranh cô có thể gặp được đối thủ mạnh nhất lớp. Tuy hiện tại Lưu Phóng cũng với Tiền Lỗi đã rất có lòng tin đối với chính mình, hoặc là nói bọn hắn rất có lòng tin về Lam Hiền Vũ, nhưng mà dù sao thì kia cũng là Lữ Thiên Tâm, hồn lực đã tiếp cận tới gần 20 cấp, cao hơn bọn hắn không chỉ là một chút, huống chi tổ hắn còn có Diệp Đình Đồng cùng với Thường Kiếm Giật. Ba đối với ba có một chút khó, thế nhưng mà ba người đối phương cũng đã hướng tới phía này mà đi rồi, hơn nữa lại là một cách đi rất là cảnh giác. Làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, hai tay hắn vách ra hình dáng một cánh cửa với Thiên Lỗi, ý bảo rằng hắn bắt đầu triệu hoán, rồi quay sang khẽ gật đầu với Lưu Phóng. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng với Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời phóng thích ra, vòng lại bao trùm lấy hai tay của hắn, tránh không khỏi thì chỉ có cách chiến đấu. Tiền Lỗi không dám chần chờ, lập tức phóng xuất ra triệu hoán kim tiền mà bắt đầu triệu hoán. Triệu hoán chi môn xuất hiện, Lam Hiền Vũ lấy tay trái bắt lấy khung cửa, phụ trợ hắn triệu hoán. Bên kia, Lưu Phong cũng đã phóng xuất ra Bạch Long Thương, dưới sự tăng phúc của Lam Hiền Vũ cũng đã hoàn thành triệu hoán ra mắt rồng, mà ba người Lữ Thiên Tầm cũng đã đến gần. Đúng vào lúc này, từ ở trong triệu hoán chi môn truyền tới giọng nói rất thanh thúy mà quen thuộc, không rảnh. Lam Hiền Vũ, Lưu Phong cùng với Tiền Lỗi đều là tương hóa đá, mà bên kia đống đá, Lữ Thiên Tầm, Diệp Đình Đồng cùng với Thường Kiếm Giật cũng đã nghe được âm thanh này, bước chân của ba người lập tức ngừng lại. Không sánh, rõ ràng không sánh, không thể nghi ngờ âm thanh này đến từ đống thiên thú, còn có cái gì tốt hơn đống thiên thú đã vượt qua 20 cấp đây. 4 đối với 3, bọn hắn vẫn có sự nắm chắc chiến thắng ba người Lữ Thiên Tầm rất lớn. Thế nhưng mà một tiếng không sánh này của đống thiên thú đã là làm cho hy vọng của bọn chúng tan vỡ. Đừng nói là đánh lén, thậm chí giờ còn trực tiếp bại lộ trước khi đối thủ. Hơn nữa, không thể triệu hoán ra thành công cũng có nghĩa là Tiền Lỗi đã mất tác dụng. Trong kế hoạch là 4 đối với 3 thì giờ lập tức biến thành 2 đối 3. Nháy mắt sau đó, hai mắt của Lữ Thiên Tầm liền phát sáng lên, trong miệng quán phát ra một tiếng gào thét, thân thể lập tức biến lớn, một cái hồn hoàn màu vàng bay lên trên từ dưới chân, chính là võ hồn của hắn, Hoàng Kim Sư Vương. Thân hình đã bành trướng của hắn lập tức vọt tới phía trước, ngang nhiên mà vọt tới đống đá, song quyền đồng thời đánh ra. Diệp Linh Đồng cũng phóng xuất ra võ hồn Thiên Cường Long của mình, Thiên Bá Thẻ phóng thích ra mà theo sát phía sau. Bọn hắn đã phối hợp huấn luyện 3 tháng nay, nên vừa thấy Lữ Thiên Tầm khẽ động, Diệp Linh Đồng cũng đã biết rõ rằng hắn muốn làm gì. Tình huống ở bên kia cũng không rõ, nhưng mà hòn đá là gần ngay trước mặt, bọn hắn có thể va chạm vào hòn đá này trước, rồi dùng chính hòn đá làm vũ khí, áp chế đối phương, sau đó sẽ quyết định phương thức công kích. Mà ở bên kia, ngay sau khi Lam Hiền Vũ ý thức được không ổn, hắn cũng làm ra phản ứng ngay tức khắc, hắn kéo mạnh Lưu Phong một phát rồi ném thẳng hắn về phía trước. Lực lượng đến từ Kim Vân Lam Ngân Thảo đã cho Lưu Phong trực tiếp lướt qua đống đá mà đến sát đỉnh hang. Mà ngay sau khi Lam Hiền Vũ ném hắn đi, thì hai tay lập tức là cầm lấy cự phủ, rồi đột nhiên ném về phía trước. Uỳnh một tiếng, hòn đá bị cự phủ va chạm bị một chém này đánh bay, trên không trung Lưu Phong như là một đạo bạch sắc thiểm điểm mà rơi xuống. Hắn không có công kích Lữ Thiên Tầm cùng với Diệp Đình Đồng ở ngay phía trước, mà là tìm tới Thường Kiếm Giật ở phía sau. Lưu Phong cùng với Lam Hiền Vũ đều rất rõ ràng, 2 đối với 3, phần thắng của bọn họ là tuyệt đối không lớn. Lữ Thiên Tầm cũng không phải là hạng người bình thường, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể giải quyết một người rồi tính tiếp.
Dưới sự tăng phúc của Kim Vân Lam Ngân Thảo, có thể nói là Lưu Phong đã toàn lực ứng phó. Thường Kiếm Sơn chỉ thấy một đạo bạch quang từ bên trên trời sáng xuống thì Bạch Long Thường đã đến trước mặt của hắn. Vừa mới lúc đó, hồn hoàn trên người của Thường Kiếm Sật lúc này cũng bạo phát, có thể trở thành thành viên của tổ mạnh nhất lớp thiếu liên năng động thì chẳng lẽ hắn lại bình thường.